Chào cô Dũng, chào tất cả anh em trong diễn đàn nha. Vâng, thì Hôm nay trước khi nha. anh phát biểu thì em đang nói về cái chủ đề là hiện nay có những cái đối tượng nó đang phá ngầm đó anh. Tại vì ngày 2 tháng 9 tới nè thì chắc em nghĩ là nó không dám rầm rộ như ngày 10 tháng 6 đâu, mà nó chơi cái chiêu là nó phá ngầm đó anh, tức là nó dùng tiền rồi nó viết bậy viết bạ lên nó phát tán, nó mua những cái ấy. Thì em đang có một cái chủ đề là em muốn cảnh giác cho đồng bào bà con mình là vạch trần những cái thủ đoạn âm thầm đó, vì cái đó nó khó đỡ lắm mà anh ơi, nó nằm trong bóng tối á, khó kiểm soát được. Vâng, mời anh ạ. Nói chung ở trong miền Nam ấy thì anh em cũng cẩn thận. Thì cái thứ nhất đấy là nó biểu tình ấy, là nó hô hào là cắt điện để cho mấy nhà máy không hoạt động, rồi là đồng tiền nó viết lên này. Bây giờ đồng tiền nó viết lên thì đơn giản, nhưng mà ai cứ nhặt được cái đồng tiền, bất kể một tờ hai tờ thì không cần biết, báo công an bắt ngay cái người đó. Bắt người đó là người ta phải khai ra là lấy của ai, mà lấy ở đâu, ai viết, người ta tìm ra ngay, mà lôi cổ ra ngay mới là đơn giản. Không có vậy thôi, cứ bắt cứ báo ngay với công an ở Vâng, gần chào đấy, Hoa Quỳnh. nhà họ Vâng. là kiểu gì họ cũng bắt được ngay cái mấy thằng viết lên đồng tiền. Cái thứ nhất nó Chào gặp Tiến hai Phương. tội. Tội thứ nhất, cái đó là hai tội. Tội là thứ nhất là tội Vâng. phá hoại tài sản quốc gia. Tội thứ hai nữa là vì đồng tiền nó là tài sản mà. Tội thứ hai nữa là Vâng. nó kêu gọi biểu tình. Là hai cái tội này nó sẽ bị nặng, bị nặng đấy chứ không bị nhẹ đâu. Nói hàng Vâng, riêng với vâng. hai tội này mình. Thế còn bọn nó mà hô hào biểu tình này khác mà đấy, mà thì theo nghĩ mà thì nó không có đông người đâu, bọn nó không có đông người được ngày mùng 10 tháng 6 đâu. Ngày mùng 10 tháng 6, cái ngày mùng 7 tháng 6 là dân mình là chủ yếu, là bọn nó làm tắc đường cho dân mình đi theo nhiều. Một số người dân Vâng. đi theo sau để xem, Vâng. thì nó cứ nghĩ đó Hiếu là kỳ biểu ạ. tình. Bây giờ dân người ta khốn Vâng. rồi. Ừ. Bây giờ thì người ta không đi theo nữa, và chỉ có mấy cái thằng nó chơ ra, công an người ta dẹp sạch ngay, mà cái đó không sợ. Cái sợ nhất là bọn cái bọn của bọn nó là hô hào là nó phá hoại là vào một số cái trụ sở của nhà nước đấy. Cái đó là mình, nhưng mà cái đó nhà nước người ta cũng sẽ dẹp thôi, nhưng mà cái là khi nó đã phá hoại thì là nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề xã hội đấy. Vì bọn này mà nó chỉ có phá hội của nhân dân, của nhà nước thôi. Đến là cái tội của chúng nó là tội phá hội thì hoại thôi. Chúng nó hô hào chỉ phá hại thì chứ chả làm cái gì cả. Mà phá hại đó là phá hại của nhân dân, phá hại của nhà nước. Đấy. Bọn nó giúp gì cho dân Việt Nam? Chỉ nó phá hại là có, chứ còn cái bọn này là nó chỉ có nó phá hại chứ nó giúp gì được cho dân Việt Nam? Đấy. Người dân Việt Nam không cần chúng nó phải quan tâm đến cái việc của nhân dân Việt Nam. Có vấn đề gì là trong dân Việt Nam sẽ tự giải quyết đấy, tự giải quyết đấy. À, đúng, nhà 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 nước ta bây giờ nó phải nói là chỉ cần nó nói lên sự thật, nó nói lên tất cả những cái tốt cái xấu của dân Việt Nam, ví dụ thế, của lãnh đạo Việt Nam hoặc là của cán bộ Việt Nam. Rất nhiều những ông tham nhũng nó chỉ thẳng những ông tham nhũng này để cho nhân dân và nhà nước cùng đánh này, rồi nó chỉ thẳng về những cái tiêu cực của xã hội này. Cái đó là dân nhà nước người ta hoan nghênh, vì là anh nói lên cái mặt xấu của xã hội thì đất nước ta mới có làm được tốt đẹp hơn, cái đó mình phải hoan nghênh họ. Thế nhưng mà Đúng. họ mà cái xuyên tạc bố láo, toàn xuyên tạc bố láo thì dân người ta Việt Nam mình càng ghét. Nói thẳng đấy, cái ngu nhất của bọn nó là nó nói xấu Bác Hồ, nó chửi Bác Hồ, đấy là cái ngu nhất của bọn nó. Ngu nhất của bọn nó thì dân Việt Nam mình mà cứ nghe thấy nó chửi Bác Hồ là người ta ghét rồi. À, người ta căm thù rồi. Vậy thì bọn nó đấy là cái ngu nhất của chúng nó. Cái ngu thứ hai của nó là xuyên tạc sự thật. Cái vụ như cái thằng ở dưới Tiền Giang vừa rồi, ở dưới gì đấy Tiền Giang vừa rồi, thằng gì nhà thằng Minh Anh ấy. Đấy, nhà nước người ta đi tìm hiểu để người ta mang ra mổ tử thi để tìm ra cái nguyên nhân chết, thì nó chưa chi nó ào ào là nó hô hào là này khác, người ta sẽ tìm ra. Cái bọn này nhá, cái bọn này á là nói chung là trước khi công an đến nó đã thắt cổ nó chết rồi, nhưng mà cái nguyên nhân mà nó thắt cổ chết là người ta đang tìm đấy, nguyên nhân nó thắt cổ người ta đang tìm. Mà cái tìm này á là khả năng người ta đang đoán này, chính cái hội, trong cái hội bọn nó đấy, nó giết nhau đấy. Còn công thì trước khi gia đình người ta báo công an thì nó chết rồi, gia đình mới báo công an cơ mà, cái công an mới đến nơi thì nó ồ, nó đổ cho công an. Vậy thì bây giờ là
công an thì người ta mổ tử thi, người ta tìm ra cái nguyên nhân đó. Thì là nó thấy công an mang tử thi đi thì là bọn dân chủ quậy này rồi bọn phá hoại ngoài, ở ngoài là nó vào nó kêu gọi là công an giết. Nhưng mà công an người ta không cho bọn nó đến gần, với lý do là người ta phải tìm ra cái người giết nó, hoặc là có vấn đề gì đó người ta nghi. Nhưng người ta đang nghi là trong cái hội bọn nó giết giết nhau rồi nó tạo ra một cái hiện trường đấy. Cho nói bây giờ nói thẳng bảo công an mà đến nhà dân giết người thì phải là cái thằng trẻ con ở cái dân Việt Nam này người ta có tin không? Nói đi. Đấy. Còn cái vấn đề này thì người ta phải tìm, người ta sẽ tìm ra cái người giết cái thằng đó. Nhưng mà giết thằng đó là sẽ tìm ra, không khéo là bọn, chính bọn dân chủ cũng giết nhau. Người ta nghi ngờ đang mấy vấn đề. Một là có thể là cái bọn trong vấn đề lợ lần gì đó nó có thể đấy, hoặc là vấn đề coi như là trong cái hội dân chủ cũng với nhau về gửi tiền về rồi ăn chặn nhau rồi chửi nhau rồi tố cáo gì đó. Người ta đang tìm cái đó, cứ để cho bọn nó lu loa đi, bọn lu loa đi. Nhưng khi tìm ra bọn nó thì bọn nó mới thấy rằng là cái xuyên tạc của nó thì ai dân ai người ta nghe đấy, một cái vấn đề như thế đó đấy. Nên là như thế thôi. Chỉ cần như vậy là bọn nó đã chết rồi. Một cái đó là thì người ta nhìn, dân người ta sẽ nhìn thấy cái xuyên tạc của nó, cũng như cái thằng đợt trước ở đâu mà tự cắt cổ ở trong đồn công an ấy, thì là người ta có camera người ta quay, quay rõ ràng, nhìn rõ ràng camera quay là nó tự cắt cổ, nó lấy trộm dao, nó bảo nó xin chai nước, người ta đi lấy nước cho nó ở đấy, nó lấy trộm dao ở trong cái túi của anh con, dao dọc giấy nó cắt cổ. Thì camera người ta quay rõ ràng, ông còn trốn cãi cái gì, gia đình nó còn chả cãi được. Còn mấy ông dân chủ cụi thì cũng kêu loạn lên, đến giờ này vẫn còn kêu, vẫn còn nói là đấy là nói chúng nó là một cái là chúng nó ngu như thế. Người ta nếu nói những cái mà dân người ta không biết gì thì nói thì đã đành. Đấy, nói đấy. Còn cái vấn đề mà bọn nó Uyên Nguyễn nó về Mỹ mà, thì nó phát biểu lên là nó chối là nó không mang 1.7 tỷ hay 1.5 tỷ gì về để 1.6 tỷ kêu gọi dân biểu tình, nó chối lo bảo là không có. Nhưng mà thực tế là trong cái túi của nó đeo là có một ít tiền, không nhiều nhưng mà có ít tiền. Thì người ta đoán và người ta cũng nói thế, nhưng mà thực tế nó về nó chối là nó không có mang tiền về để hộ biểu tình. Nhưng cái chuyện đó thì thôi, thì nó đấy chỉ cái tội của nó chỉ đáng thế vì người ta không tìm ra người ta không tìm ra là cái gì để người ta kết tội đó, thì người ta phải trục xuất nó về. Thì cái đó là đúng thôi, thì mình cũng chấp nhận. Nhưng mà còn cái thằng vừa rồi bị bắt ở Đồng Nai đấy, thằng gì đấy nhỉ, Uyên Phương gì đấy, bảo bị bắt Đồng Nai cùng với 4 người Việt Nam này, thì thằng đó nhé là sẽ bị tội nặng, ít nhất tù 12 năm trở lên. Thằng đó mà bây giờ gia đình ở bên Mỹ nó đang kêu gọi đấy, thằng ấy ít nhất sẽ tù 12 năm trở lên, vì là người ta bắt được là nó, người ta bắt được nó là cùng với cái hội nhóm phá hoại đấy, vũ khí, có vũ khí, bắt được cả vũ khí của cái hội nhóm của nó. Đấy. Vâng. Và cái nó là một cái tổ chức. Cho nên vì bọn nó cái kiểu gì ấy, thì nó cũng sợ hãi trực quan. Không, cái này là anh Nguyễn Quân này nhỉ, biết là như này này. Cái trường hợp này nó chết tại nhà vì người ta chưa kết luận là chết vì cái gì. Chết ở tại nhà rồi, gia đình nó báo gọi điện báo công an thì công an mới đến. Công an đến thì mang cái tử thi đó đi, người ta mổ ra để người ta tìm nguyên nhân cái chết của thằng này. Thì cái bọn nó hô hào là công an giết. Đấy. Nó chết rồi. Công an giết cái xác chết. Người ta bắt buộc người ta phải mang cái. Vì gia đình không báo thì thôi. Gia đình mà không báo công an mà tự đem chôn đi thì nó không sao. Nhưng đã báo công an rồi thì công an người ta phải làm. Người ta phải tìm ra cái nguyên nhân cái chết đó. Nhưng hiện tại bây giờ cái chết đó là nguyên nhân chưa tìm được ra. Đấy. Đấy đấy. Nguyên nhân người ta chưa tìm được ra cho người ta chưa công bố. Đấy. Người ta muốn tìm ra cái chết, người ta phải bí mật, người ta không công bố. Cái công bố ra để cho cái thằng tội phạm kia nó chạy mất à? Đúng không? Người ta không công bố. Khi nào tìm ra được nguyên nhân người ta sợ mới công bố. Còn chưa tìm ra nguyên nhân người ta chưa công bố. Người ta chưa xác định, vì người ta bây giờ đặt rất nhiều trường hợp, rất nhiều nguyên nhân. Cho người ta phải đi tìm cái nguyên nhân nào để đưa đến cái chết của thằng này. Nó là như thế. Thì người ta mới công bố. Trong khi đó mấy ông dân chủ quậy mấy ông coi như là ba que hải ngoại là cái loạn, nên là cộng sản đến nhà giết. Nên nói như thế thôi là dân ở cái làng cái xóm đấy thôi. Mà hay ngay bây giờ gọi điện cho gia đình nhà nó mà nói đi cho nó, người ta còn không dám nói thẳng là như cái chết như thế nào, vì người ta chỉ bản thân người ta không biết là nó chết vì cái gì.
vậy mà dám nói bảo là công an đến giết thì bao nhiêu người nhà nhà nó đấy không nhìn thấy à? Đúng không? Đấy, nói cái gì nó phải đúng. Xuyên tạc quá, đâm dân càng ngày người ta càng mất tin, người ta ghét. Bây giờ nó có nói thật thì chẳng đỡ người ta cũng không tin, dân người ta không tin, chứ đừng nói là nó ghét. Đấy là nói. Còn cái vấn đề bọn nó kêu tuyên truyền mồng 2 tháng 9 thì biểu tình phá hại mà thì kiểu gì thì chúng nó cũng cũng mong mong cho mấy cái thằng dân chủ quậy này, mấy thằng phá rối này nó xuống nước biểu tình để người ta bắt hết. Đấy, vâng, chào Bảo Trâm. Người ta sẽ bắt hết mấy thằng đó, bắt hết mấy cái thằng đó. Một lần này người ta quét bằng sạch, không còn một thằng nào hó hé nữa, sao nào là còn thằng nào hô hào. Còn mấy ông bao quẹp bên hải ngoại công của Hòa công nghe không làm gì, nói với nó là người bên hải ngoại, nó là người Mỹ, nói đúng ra là một người Mỹ không có quốc tịch Việt Nam, anh không có đủ tư cách để nói về đất nước Việt Nam của chúng tôi. Đúng đất rồi. Nước Việt Nam của chúng tôi là tự người dân Việt Nam giải quyết, đúng không? Vâng. Xấu hay vâng. Tốt là tự người dân trong nước người ta tự giải quyết. Nhưng người ta anh ở nước ngoài anh không có tư quốc tịch Việt Nam, anh là người nước ngoài dù anh là gốc của Việt Nam, cái gốc của anh là người Việt Nam đi chăng nữa thì anh cũng không đủ tư cách là người Việt Nam, vì anh là người nước ngoài rồi, anh có quốc tịch nước ngoài rồi, anh không phải là người Việt Nam nữa, anh không có đủ tư cách để nói về đất nước Việt Nam của chúng tôi. Đất nước của chúng tôi là để cho dân dân Việt Nam người ta tự giải quyết đấy. Đấy, nói rõ lên chứ. Yeah. Thì đấy, để nói là vấn đề như thế. Thì cái vụ mà vừa rồi đó thì của cái hoàng gì đó mà bị chết đó, thì thật ra thì cũng là cái cớ để tụi nó kiếm thêm mớ tiền nữa thôi. Thì em thấy bao giờ cũng vậy, nó chỉ có là anh ở không mà nó moi móc những cái chuyện mà tầm bậy bạ trong nước ra, xong rồi là nó moi tiền ở bên đó thôi. Chứ còn bây giờ hỏi anh chứ có cái cớ gì nữa đâu, chẳng còn cái cớ gì cả. Bây giờ không còn cái cớ gì nữa. Vâng. Thì đấy rồi. Tôi nói này, thế này, đấy trong đây có một số anh ba que các anh biết này. Tôi là người cầm súng suốt cả một tuổi thanh xuân, quãng đời tuổi thanh xuân của tôi là người cầm súng để bảo vệ đất nước này. Đến giờ tôi về làm một người dân thì tôi cũng nghèo, không có giàu có gì cả. Đấy, tôi cũng là chỉ là người nghèo thôi. Đấy. Nhưng mà đã là một người dân đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, đã có những lời thề lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ quang vinh của Tổ quốc, thì cả cuộc đời này chúng tôi phải chiến đấu để bảo vệ người dân đất nước Việt Nam. Đó. Các anh ba que các anh không thể làm gì được chúng tôi đâu. Đấy. Chỉ cần những người dân của chúng tôi thôi thì các anh cũng không làm gì được rồi. Đừng nói đến động đến Đảng Cộng sản, không động nông chân của Đảng Cộng sản được. Các anh đừng có mơ hồ. Đấy, đừng có mơ hồ. Đấy, các anh đừng có mơ hồ. Đấy, rõ là như thế. Không mơ hồ đâu. Đấy. Cái thằng Mỹ gốc Việt kia hả? Anh Nguyễn Quân này. Cái thằng Mỹ gốc Việt mà bị bắt về sau này cùng với lễ hội ở Đồng Nai á, mà người ta đang điều tra, người ta chưa công bố vì điều tra chưa hết, cho người ta chưa công bố, người ta còn đang truy bắt một số nữa. Người ta đang truy bắt một số nữa. Một số là chưa bị bắt hết, cho người ta đang tìm để truy bắt, cho người ta chưa công bố. Đấy, rõ thế. Đấy, người ta phải tìm và người ta điều tra. Có thể cái vấn đề này điều tra dài vì cái bọn kia nó chạy, có thể là một số thằng đã chạy sang đất Campuchia rồi. Đấy, cho người ta phải tìm. Đấy. Những cái bọn phá hoại mà có dùng đến vũ khí, có thể là kết tội đó là một cái tội coi như là khủng bố được rồi, đúng không? Chưa nói đến là hoạt động lật đổ chế độ, tôi chưa nói đến. Còn cái vấn đề khủng bố là đâu phải cái tội đó là đủ tù 12 năm rồi. Luật pháp của Việt Nam ít nhất phải tù 12 năm, không có được như Nguyễn đâu. Thằng Nguyễn là may. Thứ nhất, nó chỉ là biểu tình thôi. Mà người ta, nó có thể là có trong băng băng đảng nào đó của Việt Tân chẳng hạn như thế, nhưng mà người ta không tìm ra một cái manh mối nào để người ta kết tội. Thì người ta tuốt nó về. Còn cái thằng này là có đồng bọn rõ ràng, bắt được cùng đồng bọn rõ ràng. Cái trường hợp này là nó khác với thằng Uyên Nguyễn, nó là khác. Để nói thế. Còn nhân dân Việt Nam thì tôi nói chung để mọi người ở trong nước, đất nước Việt Nam nhìn ra bên ngoài, hàng ngày vẫn ra bên ngoài là đi làm rồi đi sinh hoạt, thì mọi người thấy rằng nhân dân Việt Nam là toàn bộ là tìm mãi không có một người là chống đối. Tìm nó gì có, chỉ cái bọn chống đối nó có một số thằng nó ngồi trong nhà, nó nói ra ở trên mạng thôi. Còn ở ngoài đường có ai là người chống đối,
Đảng Cộng sản đó, toàn là những người dân bảo vệ. Thế thì bao giờ Đảng Cộng sản người ta mới sụp đổ? Đấy, nếu Đảng Cộng sản, đúng không? Nếu Đảng Cộng sản mà làm không tốt thì chính những người dân trong nước này là người lật đổ Đảng Cộng sản. Không cần gì phải đến anh với anh nước ngoài. Cái nước ngoài các anh không làm gì được. Tôi khẳng định với các anh là các anh nước ngoài về trình độ các anh còn thua xa trước đây cách đây cách đây khoảng 10-15 năm trở về trước thì các anh nói là có thể là các anh có trình độ, người Việt Nam chưa có trình độ này khác. Nhưng đến bây giờ ở từ trung ương rất nhiều người giỏi, tôi khẳng định với các anh giỏi hơn các anh nhiều. Các anh không là cái gì cả, nói thẳng cho các anh biết đấy. Các anh chưa là cái gì cả. Nói về người giỏi bây giờ người ta rất là nhiều, người ta sử dụng còn không hết. Nói cho các anh biết đấy. Các anh có khoe làm gì. Tôi toàn thấy mấy ông đi rũa móng. Em thấy thế nên mấy ông đi rũa móng chống lại cộng sản là toàn mấy ông đi rũa móng, mấy ông đi rửa đít, mấy ông đi rửa chôn cho mấy thằng bên hải ngoại. Thế mà công đi hô hào là công mang trí tuệ về để chống, để đánh cộng sản thì không biết trí tuệ của ông là trí tuệ gì. Tôi hỏi các ông là trí tuệ gì của các ông thế nào? Đi rũ móng suốt ngày trí tuệ gì? Dùng gì đến trí tuệ của các ông? Đúng không? Tôi các ông cứ chịu khó đi rửa đít cho mấy cái thằng Mỹ, mấy cái con mẹ bên Mỹ đi thì có khi là có tiền được. Cho nên tôi nói thật, nếu cách đây 15, 20 năm các anh ở bên nước ngoài các anh về thì Việt Kiều là oai lắm. Có tiền, lúc cái dân Việt Nam còn nghèo. Chứ bây giờ Việt Kiều họ về hả? Tôi nói thật, nghèo như tôi với Quốc Dũng cũng coi thường mấy cái ông nước ngoài đó. Tôi nói thật, đây, ở trong, chẳng hạn như là chúng tôi đón một số người ở bên Mỹ về. Và chẳng hạn như Lợi Minh là chính trực tiếp, tôi là người ra tận sân bay Nội Bài đón Lợi Minh. Thế thì hỏi ra ông Lợi Minh, ông bên Mỹ ông giàu có như thế. Nhưng về Việt Nam đây nhá, ngày xưa thì chúng tôi có thể là bảo là bám vào mấy ông Việt Kiều để còn này, xin xỏ ông này khác như đây. Có ông Lợi mặt ông Lợi Minh đấy, có hỏi ông xem ông về đây ông tiêu, chúng tôi có thể để cho ông đi phải bỏ tiền ra đâu. Đấy, nói thế là cái cuộc sống người Việt Nam nó khác rồi. Nó Việt Kiều của ông, chúng tôi không phải là coi thường nhưng mà chúng tôi coi bình thường. Đấy, coi Việt Kiều là những người bình thường thôi. Có giàu hơn chúng tôi chỉ giàu hơn ít thôi, không giàu hơn nhiều đâu. Đấy, còn người Việt Nam mà bây giờ người ta kiếm được tiền hàng, người ta ăn nhậu suốt ngày suốt đêm. Đấy, tiêu xài chi tiêu toàn người dân thôi, chứ tôi nói chẳng lấy đến mấy ông cán bộ. Mấy ông cán bộ bây giờ không dám rằng có tiền, không dám ra ngoài đường chi tiêu, không dám ăn vừa ăn bãi ở ngoài đường. Đấy, vì sợ đó nhá. Còn những người dân người ta thoải mái, người ta ăn tiêu ngoài đường đầy đầy đường, có phải vào những nhà hàng sang trọng toàn thế dân Việt Nam. Ngày xưa là những dân nghèo, nhưng bây giờ người ta vào người ta nha. Vâng, chào anh Trung Phan. Người ta chiêu pha chào anh thoải mái, người ta không sợ gì cả. Còn mấy ông cán bộ, tôi nói thật với các anh nhá, mấy ông cán bộ không bao giờ ông nào ông dám ra ngoài đường để ông chi tiêu, kể cả trong nhà ông có tiền. Ví dụ ông là một ông cán bộ mà ông ấy ăn hối lộ hay là tham nhũng đi, ông trong nhà ông có nhiều tiền mà ông không dám tiêu, không dám ra ngoài chi tiêu. Tôi nói thẳng với các anh đấy. Ngày xưa có thể còn một số ông cán bộ huynh hoang tiền chi tiêu, bây giờ người ta dập cho tan nát ra sợ vãi đái rồi. Còn ông bây giờ cán bộ có tiền cũng chỉ để trong tủ thôi, hiểu đấy. Còn dân là người ta có tiền người ta đi chia thoải mái tự do đi lại, đi chơi bời, muốn nói gì nói, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm. Còn tôi nói thật, người Việt Nam chúng tôi là hơn ở Mỹ chỗ này. Đúng là người Việt Nam so với Mỹ thì không so được vì nghèo hơn, nói chung và bình quân là người dân Việt Nam là nghèo hơn dân Mỹ. Nhưng mà người dân Việt Nam nha, hầu như là không phải đóng thuế. Đa số dân Việt Nam nghèo không phải đóng thuế, trừ đi mua xăng thì thôi thì đó. Vì đi mua xăng hàng ngày anh đi chơi thì ngày anh dùng hết lít xăng thì anh đóng được mấy xu tiền thuế. Đó. Đúng không? Làm gì có đóng thuế được bao nhiêu. Còn còn ngoài ra nhá, để mà đóng thuế mà Ngô Phương, như tiền nhà, tiền cửa, tiền này khác như Mỹ thì ở Việt Nam chúng tôi không có. Cái đó chúng tôi không có. Người dân nghèo chúng tôi thì phải đóng cái tiền vơ thế bạn ấy. Đấy. Còn coi như là những cái việc mà coi như là ở như ở bên Mỹ các ông nhá. Ví dụ công thu được 2.000 đô trong một năm, 2.000 đô à trong một tháng, 2.000 đô tính tiền ra nó vào là vào khoảng vào 40 triệu, hơn 40 triệu tiền Việt Nam, đúng không? Nhưng mà không bằng ở Việt Nam người ta thu 6 triệu tiền Việt thôi. Đấy, 6 triệu người ta đã chi tiêu thoải mái rồi. Đấy. Còn coi như các anh 2.000 đô nha, về các anh mất mẹ nó, thấy bảo đâu là có hôm nay bây giờ Trung Quốc nó
À, nó tăng lên 1.500 tiền nhà rồi. Cái hôm nét nó tăng lên 1.500 tiền nhà rồi, còn nó còn 500 công sống kiểu gì. Tôi nói ví dụ thế. Đấy. Cái bánh mì ở bên đó 5 đô, thì ở bên Việt 5 đô nó bằng 120 ở Việt Nam rồi. 120 ở Việt Nam hả, mua coi như là 20 cái bánh mì. Nói cho các anh biết này nhé. Đó, một cái đơn giản thế rồi. Đây các anh đi theo thơ. Thôi cô Dũng mời ai lên thì mời anh đi ăn cơm, vâng. Anh nghỉ ăn cơm tí rồi đến tối vâng. Ra live stream chuyện sao. Vâng, xin chào. Vâng, em cảm ơn anh Siêu đã bỏ thời gian chào lên. Chào anh Nguyễn Quân nhá. Vâng. Vâng, chào anh Nguyễn Quân. Cảm ơn anh Siêu nhiều nha. Vâng, em cảm ơn anh. Chúc anh buổi tối. Cảm ơn anh ạ. Vâng.